những ngôi sao tranh tài ở môn cầu lông tại SEA Games 31 lần này. Có thể kể tới như là Lô Kin Yu, tay vợt đã giành huy chương vàng giải vô địch thế giới, hay là Apriani Rahayu, tay vợt đã cùng với Gracia Poli giành huy chương vàng nội dung đôi nữ tại Olympic Tokyo. Như vậy là trận đấu chuẩn bị bắt đầu và Anh Thư là tay vợt giao cầu. Cầu không qua lưới, điểm 1-0 cho đại diện Việt Nam. Không được. Tình huống đánh về không thành công của Anh Thư, cầu đã không qua lưới. Không được. Pha đập cầu nhưng đã không qua lưới của ông Shin Yi. 3-1 cho Anh Thư. Vũ Thị Anh Thư là tay vợt nữ, hiện đang khoác áo đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước Anh Thư thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những tay vợt nữ đã từng chiếm ngôi số 1 ở hệ thống thi đấu quốc gia. Đó là Lê Ngọc Nguyên Nhung, người cũng đã từng giành vé tham dự Olympic. Ngoài Anh Thư và Lê Ngọc Nguyên Nhung thì cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh trước đây cũng có một tay vợt nữ nổi tiếng, đó là Hồng Gấm, người đứng cặp đôi nam nữ số 1 Việt Nam một thời cùng với Dương Bảo Đức. Thì số lúc này đang là 4-3 nghiêng về ông Shin Yi, một tay vợt sinh năm 2006. Cầu ngoài, 5-3 cho ông Shin Yi. Lần này thì đã có điểm cho Anh Thư. Cầu nhưng đã không qua lưới của ông Shin Yi. 5-5.
Cầu ngoài. Đó là một loạt cầu mà anh Thư đã làm khổ đối thủ. Thả cầu rơi sát lưới và sau đó là đánh cầu về góc sân. Một loạt cầu mà anh Thư đã buộc Ong Sinh Nhi liên tục phải di chuyển. Lần này thì tay vợt Malaysia trả lời với một pha đánh cầu dọc biên, điểm 6 đều. Loạt trổ cầu của hai tay vợt và người giành phần thắng là anh Thư, điểm 9-7. Trận đấu rất cân bằng và điều đó cũng đang được thể hiện trên bảng tỷ số lúc này. Rất hay. Rất hay. Một tình huống nhẹ nhàng. Những động tác trả cầu nhẹ nhàng của anh Thư nhưng lại rất vất vả với Ong Sinh Nhi. Đó là tình huống mà Ong Sinh Nhi đã bị đối thủ bắt phải di chuyển theo đường chéo sân. Thêm một điểm nữa cho anh Thư, 11-9. Đây là chuyên gia của đội tuyển cầu lông quốc gia, ông Hariawan, chuyên gia người Indonesia. Lúc này đã là giữa trưa, nhưng vẫn có rất đông người hâm mộ đang có mặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang để theo dõi những diễn biến trực tiếp, những cuộc tranh tài của môn cầu lông tại SEA Games 31. Hôm nay mới chỉ là ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Ngày thi đấu đầu tiên của môn cầu lông ở SEA Games lần này. Đây là kỳ đại hội mà cầu lông Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có được 2 tấm huy chương đồng. Đánh cầu không qua lưới, thêm một điểm nữa cho anh Thư. Tình huống đánh cầu không qua lưới của tay vợt Malaysia. Cầu ngoài. Điểm cho Ong Sinh Nhi, 10-12.
Pha kéo lưới của ông Shinji. Trọng tài bắt cầu ngoài. Trọng tài bắt cầu ngoài. Đó là điểm cho Anh Thư. Pha kéo lưới của ông Shinji. Đó là điểm cho Anh Thư. 13-11. Lần này thì đã có điểm cho tay vợt người Malaysia. 12-13. Một điểm nữa cho Anh Thư. Cách biệt bây giờ đã là 2 điểm. Đây là Hải Đăng. Tay vợt cũng đang thuộc biên chế của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đơn vị với Anh Thư và được ví như là Momota của cầu lông Việt Nam. Một tay vợt thuận tay trái. Lần này không, trọng tài bắt cầu trong sân. Đó là điểm cho Anh Thư, 18-12. Một tình huống mà Anh Thư đã buộc đối thủ phải di chuyển theo đường chéo sân. Cầu ngoài. 19-12 cho Anh Thư. Rất tốt. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Và đập cầu trên lưới của Anh Thư. Game point. Và bây giờ là game end. Anh Thư là người thắng 21-13 ở game đấu đầu tiên. Cần Anh Thư giành thêm một game thắng nữa thôi, tuyển Việt Nam sẽ có được chiến thắng chung cuộc trước tuyển Malaysia. Come on!
Cầu trong sân và đó là điểm cho ông Shinji, 72. Thêm một điểm nữa cho anh Thư, 13-7, cách biệt 6 điểm. Tuyển cầu lông Việt Nam đang cách tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 lần này khoảng 8 điểm nữa mà thôi. Chiến thắng của anh Thư cũng đồng nghĩa với chiến thắng chung cuộc của tuyển cầu lông nữ Việt Nam trước nữ Malaysia ở vòng đấu tứ kết nội dung đồng đội nữ. Hôm nay mới chỉ là ngày thi đấu đầu tiên của môn cầu lông ở SEA Games 31 lần này. Và cầu lông Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để có thể hoàn thành một nửa mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu phấn đấu có được 2 tấm huy chương tại SEA Games năm nay. Chỉ cần lọt vào bán kết đồng đội nữ, cầu lông Việt Nam sẽ có được ít nhất là một tấm huy chương đồng, sẽ hoàn thành được một nửa mục tiêu đề ra. Và đập cầu dọc biên của anh Thư, cầu trong sân và điểm số bây giờ là 14-8 cho tay vợt chủ nhà. Anh Thư đang có được lợi thế về tâm lý, lợi thế về điểm số, lợi thế về sự cổ vũ của các khán giả và cả phần nào đó lợi thế về kinh nghiệm thi đấu. Tay vợt Việt Nam năm nay 21 tuổi, còn đối thủ của cô chỉ là một tay vợt tuổi tin, sinh năm 2006 của Malaysia. Đây là trận đấu thứ tư của loạt trận ở vòng tứ kết nội dung đồng đội nữ, cặp đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Tỷ số sau 3 trận đấu đang là 2-1. Và nếu như anh Thư đánh bại ông Shinji, một viễn cảnh rất có thể sẽ xảy ra.
và đang có nhiều khả năng xảy ra, thì Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia với tỷ số chung cuộc là 3-1 để giành quyền vào chơi ở vòng đấu bán kết gặp đội nữ Indonesia. Vào bán kết cũng đồng nghĩa với việc đã chắc chắn có được huy chương. Cầu ngoài, điểm cho Anh Thư, 15-10. Đây đã là buổi trưa rồi, nhưng rất đông các khán giả đã có mặt tại nhà thi đấu Bắc Giang để cổ vũ cho đội tuyển cầu lông Việt Nam. Bắc Giang là một trong những địa phương mà tình yêu dành cho cầu lông của người dân là rất lớn. Rất nhiều những tay vợt xuất sắc của cầu lông Việt Nam đều là những người con của mảnh đất Bắc Giang. Lúc này trong thành phần đội tuyển cầu lông Việt Nam cũng có hai tay vợt quê ở Bắc Giang, đó là Vũ Thị Trang và Trần Thị Phương Thúy. Đã có điểm cho ông Xin Nhi. Một tình huống vô cầu của tay vợt trẻ Malaysia. Tất nhiên là cũng phải thừa nhận rằng dù tuyển nữ Việt Nam có đánh bại tuyển nữ Malaysia tại SEA Games 31 lần này, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cầu lông Việt Nam đã vượt qua được cầu lông Malaysia. Huấn luyện viên Bùi Bằng Đức cũng đang rất phấn khích. Anh đang thổi kèn cổ vũ cho học trò của mình thi đấu. Cầu trong sân. Trọng tài biên bắt cầu trong sân. Và đó là điểm số cho ông Xin Yi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một pha đập cầu, đường cầu chéo ra biên của ông Xin Yi. Góc quay vừa rồi cũng cho thấy cảm giác là cầu chưa đi quá vạch biên dọc. Tỷ số bây giờ là 12-18. Nghiêng về ông Xin Yi, nghiêng về Anh Thư. Thêm một điểm nữa cho tay vợt người Malaysia. Một tình huống điều cầu đầy khó chịu của ông Xin Yi. Và kéo lưới của Anh Thư. 19-13. 19-13 rồi. Anh Thư đang tiến gần đến match point. Và tuyển Việt Nam, tuyển cầu lông nữ Việt Nam cũng đang chạm một tay vào tấm huy chương tại SEA Games lần này. Huy chương ở nội dung đồng đội nữ. Khu vực Đông Nam Á là khu vực mà môn cầu lông rất phát triển. Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều là những quốc gia có thể nói là trong top đầu thế giới ở môn cầu lông. Singapore cũng là một quốc gia mạnh ở môn thể thao này trong những năm gần đây. Nhưng lần này thì cơ hội giành huy chương, Hải Đăng là người đang đánh trống. Cơ hội giành huy chương cho cầu lông Việt Nam tại SEA Games là rất lớn khi mà Thái Lan, Indonesia và Malaysia không cử sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Những tay vợt tốt nhất của ba quốc gia này đều đang bận thi đấu tại Thomas Cup và Uber Cup, giải đồng đội nam và đồng đội nữ vô địch thế giới. Match point cho Anh Thư. Đây có thể là điểm quyết định.
Thêm một điểm nữa cho ông Shinji. 15-20. Và lúc này thì cùng với những diễn biến từ môn cầu lông, quý vị và các bạn có thể theo dõi các diễn biến của các môn pentasilat và bóng rổ trên hệ thống các kênh thể thao của VTV Cup và app On Sport TV. Trận đấu đã kết thúc. Pha đập cầu trên lưới của Anh Thư, hai pha đập cầu liên tiếp. Và Anh Thư đã có được phần thắng ở game đấu thứ hai với tỷ số là 21-15. Anh Thư đã giành chiến thắng chung cuộc trước tay vợt trẻ của Malaysia, một tay vợt năm nay mới chỉ 16 tuổi, ông Shin Yi. Sau hai game đấu với các tỷ số lần lượt là 21-13 và 21-15, chiến thắng của Anh Thư cũng đã mang về thắng lợi chung cuộc cho tuyển cầu lông nữ Việt Nam trước tuyển cầu lông nữ Malaysia với tỷ số là 3-1. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng đấu bán kết của nội dung đồng đội nữ. Chúng ta sẽ chạm trán với Indonesia. Và quan trọng hơn, chiến thắng này cũng đã mang về cho đội tuyển cầu lông Việt Nam, giúp các tay vợt nữ của chúng ta chắc chắn có được một tấm huy chương tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà lần này.